Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở địa phận thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam, một trong những cái khu vực mà miền núi của tỉnh Quảng Nam. Thì quý vị cũng đã thấy chỗ này thì xung quanh là những cái ngọn núi, ở trên kia thì sương mù nó đang bao phủ, nhìn cái cảnh tượng này đúng rất là đẹp luôn, giống như một cái tiên cảnh quý vị. Thì ngày hôm nay trời cũng mưa lất phất như thế này đây, và Phi cũng nhận được cái thông tin của quý vị khán giả chia sẻ, tại đây có một cái hoàn cảnh của một người mẹ nuôi hai người con gái rất là tội nghiệp. Thì qua cái hình ảnh chia sẻ thì Phi thấy là một chị thì nằm một chỗ, còn một chị thì có thể là đi đứng được, nhưng mà hình như là mắc bệnh quý vị, hình như là bị thần kinh hay là bị đau gì đó, Phi cũng chưa có rõ. Thì ngày hôm nay Phi nhận được cái thông tin và đến đây tìm hiểu như thế nào. Bây giờ là Phi sau khi tìm hiểu hỏi đường thì Phi cũng đã có mặt trước nhà của hoàn cảnh ba mẹ con này. Bây giờ quý vị cùng Phi đi vào bên trong để tìm hiểu kỹ hơn nha. Dạ. Quý vị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh theo dõi ủng hộ Phi luôn ha. Dạ. Đây, cái căn nhà phía trong đây quý vị. Quý vị thân mến, thì Phi cũng đã tìm đến được hoàn cảnh của ba mẹ con cô. Dạ, con cũng xin chào cô nha. Dạ. Dạ, con cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện để chia sẻ giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, cái may mắn trong cuộc sống, và con cũng nhìn thấy cái hình ảnh của ba mẹ con của cô cũng hết sức là đáng thương. Dạ. Và ngày hôm nay con cũng lần lầu đến đây để tìm hiểu rõ hơn về cái câu chuyện của gia đình cô cũng như là hai người con của cô ha. Dạ. Dạ, cô giới thiệu một chút về bản thân cũng như là hai người con của cô như thế nào. Dạ. Được không? Cô cảm ơn cháu. Dạ. Tôi hoàn cảnh của tôi năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, mà tôi sinh bả người con mà hai đứa bị mất rồi, còn nam đứa ba đứa ghé có chồng so. Dạ. Còn tôi nuôi hai đứa bị khuyết tật để tôi nuôi miết, không có đi lô động và đòi chi được. Dạ, cô là tên gì ạ? Cô Nguyễn Thị Hoàng. Cô Nguyễn Thị Hoàng, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Cô sinh năm 46 là năm 7. Cô 70 mấy tuổi. 70 mấy rồi hả? Dạ. Bây giờ cô chia sẻ về hai người con của cô như thế nào đây? Dạ, hai đứa con của cô là cô sinh ra cô thấy bình thường miết rồi, để cô thấy cô mới đẻ ra thì cô bà chi cũng làm theo. Dạ. Cái cô nuôi miết cô không thấy khôn, thấy miết rì đài. Y vậy luôn. Dạ, là. Y vậy đây. Rồi, con cũng mới vừa nghe cô nói là cô có 7 người con đúng không? Dạ, 7 người con. 7 người con, trong khi đó là ba chị có chồng hết. Ba chị là có gia đình rồi. Dạ. Còn hai chị này đây đúng không? Hai chị đây, còn hai đứa mất. Hai người mất nữa hả? Dạ. Dạ. Như vậy là bây giờ còn 5 người con gái. 5 người con gái. 5 người con gái nhưng mà 3 người đã có chồng. Dạ. Có chồng ở đâu cô? Có chồng ở Bạc Liêu, ở trong Sài Gòn đi làm ăn xò, có chồng xò hết. À, như vậy là bây giờ là ba chị nó ở chồng, có chồng xa hết. Có chồng xò hết. Rồi lâu lâu có về thăm không? Dạ cũng có về. Tết nhất rồi đó hả? Dạ. Tết nhất cũng có về, bó ăn mắt cũng có về, có chữ làm ăn kinh tế khó khăn. Còn thứ xá nó làm, có hai đứa con nhỏ rồi, năm một. Dạ. Trừ bó thoáng này không có lương hết trơn. Như tại vậy, như vậy là đó. Con cũng mới vừa nghe cô nói là chồng của cô mới mất. Dạ, mới mất năm nay, vừa giáp nam đây. Mới vừa giáp nam. 13 tháng rồi. Dạ, là bác trai bị gì? Bị ung thư cuốn dạ dạ. Ung thư cũng ăn dạ. Không được miết chết chứ. Ăn không được cái mắt hả? Dạ, đem vô Sài Gòn ba đứa nó nuôi. Rồi được bao lâu là chú mất? Được 4 tháng rưỡi. Mới phát bệnh ra 4 tháng rưỡi là mất. 4 tháng rưỡi mất. Dạ, chạy chữa nhiều không? Chạy chữa nhiều. Dạ. Đưa vô Sài Gòn có ba đứa con nuôi, còn tôi ở nhà nuôi hai đứa đi đây. Dạ. Rồi thấy bệnh viện thấy yếu quá, ngay đưa về Tâm Kỳ ở nửa tháng. Cái rồi đưa về nhà đây tôi chăm thoáng, tôi chăm ba người luôn. Yếu lần cái mắt. Dạ. Như vậy là mới mất được giáp năm đây. 13 tháng rồi. Rồi bây giờ là chị này là bao nhiêu tuổi đây? Chị này 38 tuổi, sinh năm 85. Sinh năm 85, 38 tuổi. Con này sinh năm 95. 95, 85, 95. 95. Bé này là bé út hả? Bé này út à. Thôi nó cứ mắc cái thằng con tre rồi nó để rón cho con con tre đó chú. Cái sinh ra cái con bệnh luôn, thì là nuôi miết không thấy khôn. Là con trai của cô hồi nó sinh ra là mắc hả?
Con trai cô sinh ra ra được 17 tháng cái bị cái bệnh sốt bại liệt nó cái liệt tính cổ cái chết. Dạ. Trời ơi. Nhà cô cô khổ lắm. Cô khổ. Bắt đầu cô có chồng có con là cô khổ mấy cái chữ. Dạ. Cô khổ mấy cái chữ. À, cô mình không có thời gian mua. Ở trên khu này chắc là cũng không làm được gì đúng không cô? Cô không lộn chê trời. Cô nhờ mấy đồng bọc của nhà nước cho thoáng 720 cô ăn hàng ngày chia sẻ ăn tiện tạng của ngài. À, tiền tiết kiệm lắm đó đúng không? Đó đó. Là ba mẹ con bây giờ là chủ yếu là cái tiền mà trợ cấp xã hội. À, cô là ảnh thoáng được 2 triệu mốt. 2 triệu mốt hả? Đường cô nuôi hai đứa chào cô cũng phần đó. Dạ. 2 triệu mốt, mình tính ra 2 triệu mốt thì cũng đâu có bao nhiêu, trong khi đó là có hai người con gái là như thế này rồi. Dạ. Biển cả rồi đó, đủ thứ hết, ăn uống rồi thuốc men này kia đúng không cô? Đó đó, cô nghe nhiều về việc lắm cơ, cô chưa không biết làm răng, cô cũng phải cắn răng chịu. À, chị này là chị tên gì đây? Võ Thị Triều. Võ Thị Triều. Chị Võ Thị Triều là sinh năm 85 đúng không? 85. Con Võ Thị Đương đây năm 95. À, chị Võ Thị Triều là 85, Võ Thị Đương hả? Là 95, Đương. 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 Võ Thị Đương là 95, sinh năm 95. À, hình như là cũng không biết gì luôn đúng không cô? Không nói không năng gì hết. Không nói năng gì hết. Trừ đưa cho cái chi ân Nghệ An không bỏ xuống rồi. Ừ. Cái này hư của bò hắn nó lượm bơ chẳng cầm chơi mà nó sợ họ lái dân giữ kinh. Cái gì vậy? Cái điện thoại hư. À, cái điện thoại của ba. Bò hắn á. Nhưng mà ba mất rồi. Dạ. Ba mất rồi nhưng mà vẫn lấy cái điện thoại ba, của ba. Bơ thoại hư. À. Mà cầm miết nữa chứ trừ sợ họ lái. À, giữ kinh giữ, lắm. Giữ của ba nè. Ừ. À, quý vị, cái điện thoại của người ba nhưng mà ba của bé cũng đã mất rồi cho nên là bé lấy cái điện thoại này giữ chơi. À, giữ miết nữa cho chừ không ăn cũng cầm nữa. Ăn cũng cầm. Ăn cũng cầm nữa, dạ. Kẹp cái muỗng vô đây múc ăn cầm sao, miết. Cái mặt sao có đường vậy? Đang bị xước rồi cái móng tay thì già lắm. Ừ. Bốn người chặt cắt móng tay đại chục. Rồi còn chị này sao chị lắc qua lắc lại miết rồi hả? Hư hết răng rồi. À. Chừ như bà dò náo gì cũng xa rồi á. Rồi sao chị này sao mà nằm miết chỗ này? Gãy chân. Gãy chân hả? Ờ, gãy chân có trượt nước đá không đi. Gãy chân. Ừ. Gãy chân rồi nằm biết chỗ đó. Gãy chân nằm biết chỗ đây, bác sĩ nó bo thoáng mới tập đứng. Nhưng mà hồi trước là vẫn đi đứng bình thường. Vẫn đi cũng được. Dạ, yeah, nhưng mà mới bị gãy chân. Mới bị gãy chân bữa đi thoáng rưỡi rồi đó. À, là bé này là đi tiểu ra. Đi, đúng không? Bé này đi tiểu ra cái là đi tiểu con nó trượt. Dạ chị trượt. Ừ. Con đi không biết chơi biết sạch. Để ra trong nhà luôn nữa đó. Dạ. Yeah. Thì hồi bò ăn còn thức khỏe nằm đi nữa, khách khứa tới thăm bò con sống lòn. Tới thăm nữa, họ ngồi đó rồi hắn ngồi dẫn đe. Ồ trời ơi, bây giờ là cũng không biết gì luôn. Không biết chị trừ nữa, rồi cô dọn ở nhà ăn, tay nướng rộng, cô quét dọn hôi lắm. Cái thôi mấy đứa chá rồi hắn nói thôi. Ôi trời ơi. Trừ lòm giúp cho thím cái trẻ phó cái chuồng heo đó. Cho nó rò nướng ở rồi. Cho nó sạch sẽ. Rồi hồi trước giờ là cô cũng nuôi miếng chứ nuôi không, miếng cũng không đâu. Có gửi đi đâu hả? Không gửi đi đâu. Dạ. Chơi cô không biết chỗ mồ gửi. Ví dụ có mấy cái trung tâm mà nuôi những người bị bệnh như thế này mình gửi vô. Bây giờ mình cũng có tuổi rồi. Cô cũng chưa biết cái chỗ mồ gửi. À. Cô trừ cô còn cũng rón cô nuôi thì cô đến chừng cô nuôi không nổi nữa chắc cũng kiếm chỗ gửi cho cô làm ráng. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ chị này chắc là cũng vệ sinh tiểu tiền chỗ luôn hả? Chỗ luôn hết chứ, không biết gì hết chứ. Không biết gì hết luôn. Ừ. Tôi cực cái nữa lắm. Rồi hình như có cái thao đó. Đó, thao này hứng nước đá đó chú. Trời. Rồi cô dọn. Cô dọn. Trời. Đi về xe cào và cô đem bô vô cô đút chi đít cho cô đổ. Rồi ăn uống sao cô? Ăn uống này cô đã múc lên ngồi dậy múc ăn được. À, ăn uống là tự múc ăn được. Ăn uống tự múc ăn được. Ai cũng ăn tự ăn được hết. Tự ăn được hết. Yeah. Có một cái không để cái chi ân này ăn còn không mày bảo đâu chứ cũng không nói ngâu dữ chi. Không biết không nói ngâu mà không nói dữ. Có la rá gì không cô?
không lo rẻ chị, im lặng. Yeah. Hồi nữa cái con đến đây được, cầu cái gạo nó, hồi tôi có đi chợ đi quán gì, tôi bỏ vô hai đứa vô trong cái phòng nó, tôi khúa lẹ. Yeah. Tôi cũng sợ kẻ đứa đó. Yeah. Nhưng mà hồi trước giờ là có đi lang thang được không? Không. Không đúng không? Mình ở nhà mình giữ gì? Hồi nhỏ thì đi lon thon, yeah. Cái đến lớn rồi giữ lẹ không cho đi. Yeah. Sợ ghé chứ. Yeah. Như vậy là sinh ra là bình thường, nhưng mà một thời gian sau thì nuôi phát biết bệnh. À? Không thấy khùng mà. Khoảng mấy năm là mình biết? Tôi nuôi đến hai, bên con này đến 5 tuổi mới biết nói. 5 tuổi biết nói. Ừ. 5 tuổi mới biết nói, còn chị này? Chị này cũng 2-3 tuổi mới biết nói, cũng chậm này, lắm. Chị này cười nè. Ừ. Chị này... Còn hai răng nữa đó, còn mục hết rồi. Chị Trang Nguyên rồi. Triều. À, chị Triều đúng không? Ừ. Hello chị Triều. Võ Thị Triều. À, thấy chị cười còn đưa ra hai cái răng. Hai răng nó cũng mục rồi mà chưa sức. Yeah. Hello chị Triều. Hai răng mục rồi mà chưa sức á. Dạ, yeah, nhìn những tờ ghê ha. Ừ. À, hello chị Triều. Chị có nói không? Chị có nói không? Không. Không biết nói hả? Đó, chị nói bậy bọ nữa chứ không nói chị chính xác. Dạ. Thế là hồi nhỏ giờ không nói ngang gì không? Không nói chi chính xác hết. Như vậy là... Như tôi đi hồi kêu gì đi mô ra gì. Ừ. À, chứ không đúng mẹ là chính xác mẹ. Yeah. Kiểu đó. Thế rồi bây giờ có ai giúp đỡ gì cho ba mẹ con cô không? Chị em, nói chung chị em tôi lâu lâu rồi đứa cho vẹt tràm. Yeah. À, cũng cho thỉnh thoảng thấy tôi khổ. Yeah. Chứ nó đứa cũng có gia đình, có con, có cha. Yeah. Lâu lâu là cũng cho vài trăm cho để ăn uống. Trăm để ăn uống. Có đứa mua khó hơn, cho được 400-500 kiểu. Yeah. Đó mà cũng lâu lâu chứ không có mua biết. Rồi có ai uống thuốc gì không cô? Tôi nói đẻ rồi không tốn thuốc, tốn mang chi trừng. Dạ. Không đau, không bệnh gì hết. Không đau, bệnh dễ cả. Không tốn thuốc, tốn mang. Dạ là cũng đỡ. À, có nuôi, mình có rửa đó nuôi miết như nuôi heo rửa đâu. Dạ, nuôi miết mà không không có suốt được. Không có lợi cái chi hết trơn. À, nuôi heo họ cũng suốt được. Nuôi heo, tôi nuôi nam này có 40 mấy năm. Hồi cái đứa đào cũng bị bệnh. Chị sinh năm 85 là năm nay cũng 40 tuổi rồi. Gần 40 tuổi rồi đó. Trời, cũng khổ ghê ha. Khổ lắm. Chắc là những ngày cô nuôi mấy chị này chắc cũng là cũng khổ cực hồi trước chị. Cô cực miết á. Yeah. Hồi nữa còn ông chó, ông đi lao động, ông lồm kiếm tiền, kiếm gộ về ăn với cô ở nhà chăm đi đây á. Yeah. Nói chung là cô ít đi lao động ngoài đồng. Cái này là người ta nói là bị đau đúng không? Dạ. Hình như là đau đúng không cô? Họ nói chắc đập do cơm á, họ nói rửa đó cô cũng không biết cái thứ bệnh chi. Nhưng mà hồi đó chồng của cô có đi chiến trường không? Có. Đi chiến chồng trường cô à? Đi chiến trường ở Quảng Ngãi, Ba Tơ á. Ba Tơ, Quảng Ngãi hả? Ừ. Yeah, hôm nay cũng đồng hành cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cô một cái khoản chi phí để cô có thêm cái điều kiện cô lo cho hai người con gái của cô ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú nhiều với cô. Tôi cũng nhờ bà con giúp đỡ, rồi nhờ nước giúp đỡ, mọi người giúp đỡ, xóm lòn giúp đỡ. Bây giờ con gửi cô Hồng số tiền là 12.500.000 ha. Dạ. Đó thì cũng mong là với cái số tiền này cô có thêm cái điều kiện để cô lo cho, trước hết là lo cho hai người con của cô. Dạ. À, sau đó thì cô hôm nay, bây giờ cô cũng có tuổi rồi, bây giờ cô cũng không có làm gì. Rồi mình có đồng ra đồng vô để mình lo. Ha, rồi ví dụ đau ốm gì thì mình cũng có tiền để mình uống thuốc. Dạ. Dạ. Thì con gửi số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm sao ha. Dạ. Gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình Công Giáo ở Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Anh Nghĩa Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Diễm Tâm Đức là 1 triệu. Chị Chín ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Vũ Thị Hồng Quế là 1 triệu. Hương Linh ông Đoàn Tùng Sơn là 2 triệu, gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, cô Tuyết Lộc ở quận 6 là 500, anh Đồng Thương ở Đắk Lắk là 500, và cô Thùy Nga ở bên Mỹ là 500. Tổng số tiền là 12.500.000. Chú cho tôi một, cũng cảm ơn hai, nhà hảo tâm, ba, với chú giúp bốn, đỡ cho tôi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12.500.000. Dạ. Đây con gửi cô nha. Ừ. Tôi cũng có đôi lời cảm ơn có cô chú hộ tâm
đến giúp đỡ gia đình tôi, mà trước hết nhờ có chú. Dạ. Tôi cảm ơn. Dạ. Thôi giờ cô cố gắng cô lo cho. Chứ còn cái cuộc đời của tôi cũng khổ mấy. Bắt đầu có chồng có con đẻ ra là bắt đầu khổ mấy cái chừng. Dạ. Tôi có con có chồng nữa chết rồi mà sống lại. Sao vậy? Bị thần phù. Tôi nuôi 4 năm. Chị kia là cũng bị thần phù. Chị nó sinh năm mấy? Năm 80. Chị sinh năm 80 hả? Là chị bị phù thận hả? Phù thận bị... đi ra quế hả? Cái thận bị y lủng hết như cái phít cà phê. Mà đoan học 12 nữa đó, cái phù lên. Dạ. Bảo học nó câu chịu đồ bạn không được nữa, chặt rồi thôi nữa, đi khám bệnh ra bệnh rồi cái nuôi mía. Dạ, dạ, dạ. Tôi không có bệnh viện mua, không có tôi hết. Dạ. Rồi rồi sau này chị đỡ chị hết bệnh cái rồi em viện tự tử. Ôi trời. Tự tử nhả giếng cho chết. Rồi ăn uống thuốc cho chết, rồi cũng không chết. Không chết được hả? Không chết. Tôi gớt lên cái bắt tiền tôi. Hắn nói để cho ông chết cho khỏe hay không. Ngà mua cho ông kỹ thì thay ông ăn. Quần áo trừ thời đại trừ đồ mới bận, đồ cũ không bận. Ổn hành tôi khắp hết nước mắt. Nhưng mà sau này, sao mà chị hết bệnh? Tôi cũng không biết hết đâu. Nhả với ông vớt lên cái dầu, họ truyền dịch cũng không trả được cái lỡ rồi, ông thúi quát rồi đâu. Bây giờ đi rơi bệnh viện rửa cũng không chịu đây. Nó nhả giếng vớt lên hắn bật đầy miết rồi đâu, bởi vì hắn nói e làm hư cái dầu hắn. Nhưng mà bây giờ cái dầu của chị còn lành rồi. Lành lùi lên cục. Sau này là không biết như thế nào mà chị hết bệnh luôn. Không biết. Có chữa đâu không? Không chữa. Có hồi nữa tôi ở đây nước. Kìa tôi cũng mê tín nha cháu. Đi cao ai đi đò đủ thứ. Cái tôi nuôi hắn ở bệnh viện mà. Cái ở nhà bo hắn nuôi hai đứa này. Cái họ biểu thôi dời cái nhà xuống dưới này. Vậy là hết hả? À rửa đó, dời cái nhà xuống dưới này. Cái bò con xóm lòn họ thấy khổ quá, họ bác điện ra cái đồ cái nền. Cái điện ở nhà xuống đây. Dạ. Yeah. Tôi làm nhà 6 lần rồi. Rửa rồi là làm nhà 6 lần luôn? 6 lần làm nhà. Di chuyển biết rồi hả? Di chuyển biết. Thì hôm nay con cũng biết cái hoàn cảnh của cô Hoàng, bây giờ cô nuôi hai người con gái như thế này thì nhìn cũng quá là tội. Không có gì hơn thì con cũng đến đây để trước hết là động viên tinh thần cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho cô Hoàng cái khoản kinh phí ha. Yeah. Rồi cô có thêm điều kiện cô lo cho hai người con của cô. Yeah. Quý vị cũng đã nghe những cái lời tâm sự của cô Hoàng nãy giờ thì những chuỗi ngày trước đây đến giờ là toàn là những ngày đau khổ mà cô Hoàng đã trải qua. Cô đã khổ lắm. Cho đến hiện tại là cô cũng đã ngồi 70 tuổi nhưng mà cô vẫn còn rất là khổ cực với những người con của cô. Dạ thì hôm nay thì thôi con cũng cầu mong cho cô có thêm sức khỏe nha, để cô lo cho hai người con gái của cô ha. Cô cũng cảm ơn hết chứ. Của trên quận đồng bọn mới cảm ơn chú giúp đỡ cho mẹ con tôi. Được ngày mô tôi mừng ngày nãy Dạ rồi thôi con cũng xin phép cô nha. Rồi Phi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho ba mẹ con cô Hoàng có được cái khoản kinh phí để trang trải cuộc sống. Thì Phi cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha.